mọi người, hôm nay mình có một cái tin vui các bạn. Mình sẽ chia sẻ cái niềm vui này với mọi người. Các bạn có biết đó là niềm vui gì không? Tèn 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 tèn. Đây là mã pin của Google gửi cho mình đó các bạn. Google AdSense đã gửi mã pin cho mình. Sau khi mình nộp đơn yêu cầu gửi mã pin thì 3 tuần các bạn, 3 tuần mình đã nhận được mã pin các bạn. Rất là vui mừng. Chuyện tưởng chừng như dễ nhưng mà rất là khó. Mà chuyện tưởng chừng như rất là khó thì nếu chúng ta làm đúng thì rất là dễ. Và mình xác minh mã pin đến 2 lần các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái mà mình mắc phải để cho các bạn làm sao mình rút kinh nghiệm để mình không có phải bị như mình nữa. Thì mình chia sẻ với các bạn là như thế này. Lần đầu tiên á, mình khi mình đã đạt được 10 đô á, thì Google AdSense nó sẽ gửi cho mình yêu cầu mình xác minh cái danh tính. Thì khi mình xác minh danh tính rồi thì nó mới gửi mã pin cho mình. Thì mình xác minh danh tính á, thì nó cho mình 3 cái hình thức. Một á, là xác minh theo giấy chứng minh nhân dân. Hai á, là giấy phép lái xe. Ba là hộ chiếu. Thì một trong 3 giấy tờ đó mình chọn cái loại giấy tờ nào cũng được. Nhưng đối với bản thân mình á, thì mình chọn cái giấy chứng minh nhân dân. Thì với chứng minh nhân dân là trước khi mình xác nhận danh tính đó, mình cũng đã coi một số bạn chia sẻ trên YouTube. Thì một số bạn nói là chỉ cần chúng ta up lên một cái mặt giấy chứng minh mặt trước có cái hình của mình là được. Nhưng mà không đúng đâu các bạn, chính bản thân mình bị rồi. Mình nghe bạn đó nói chia sẻ như vậy thì mình về mình up lên cái mặt giấy chứng minh lên trong cái đơn xin gửi xác nhận danh tính. Thì Google họ không chịu, họ nói là mình phải thêm một cái mặt sau lưng nữa, có chữ ký của công an nữa đó, giám đốc công an nữa thì mới được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là bất kỳ cái giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hay là bằng lái xe thì chúng ta cũng phải kê khai cái tên, năm sinh, địa chỉ nơi ở giống hệt như trong cái giấy tờ đó, không được sai bất cứ một chi tiết nhỏ, cả dấu chấm, dấu gạch nối gì không cần biết. Chính mình đây ha, mình ở thí dụ như mình ở thị trấn Thoại Sơn, ví dụ vậy, mình đang ví dụ vậy, thì chữ thị trấn họ viết tắt là hai chữ TT là thị trấn. Cái mình mới nghĩ là viết tắt vậy sợ Google không hiểu, mình tự viết thẳng ra là chữ thị có dấu thợ thi nặng thị trên là chân sắc trấn, thị trấn thì không được đó. Họ lại không xác minh được, là họ nói là mình không kê khai không giống trong cái giấy chứng minh. Mình phải viết lại lần thứ hai là TT Thoại Sơn, tức là thị trấn Thoại Sơn thì mới được. Có nghĩa là trong giấy tờ chúng ta viết tắt, viết chữ gì thì khi chúng ta kê khai trong cái bảng mà kê khai của Google AdSense thì chúng ta phải viết ý ra vậy các bạn, không được sai một tí xíu nào. Lần thứ hai á, mình mới sửa lại là TT là thị trấn á, là viết tắt là TT. Thì TT Thoại Sơn thì mới được, còn viết là thị trấn Thoại Sơn là không được, viết thẳng ra là không được. Đó. Thì sau khi mình viết lại lần thứ hai thì mình gửi đơn yêu cầu là Google họ đã trả lời là họ đã chấp nhận, và mà mã pin của mình sẽ gửi đến địa chỉ của mình từ 2 đến 4 tuần. Thì 3 tuần mình đã nhận được các bạn. Thì mình rất là vui mừng. Và mình cũng nhắc nhở các bạn là khi chúng ta nhận được cái thư gửi mã pin này thì ở phía trước là cái Google, cái logo của Google AdSense, phía sau là cái địa chỉ của mình. Thì ở trên đây có phần hướng dẫn là chúng ta bóc cạnh bên cạnh đường bóc á, bóc cái tem này ra, là chúng ta phải bóc ở bên ngoài. Nhiều khi các bạn vô ý các bạn xé phạm vô trong là nó rách vào cái mã pin các bạn. Mình sẽ bóc nhẹ nhẹ. Chúng ta bóc nhẹ ở bên ngoài các bạn. Nè, chúng ta bóc từ từ bên ngoài hết bên đây. Rồi chúng ta vòng bên đây chúng ta bóc. Đó, pin các bạn. Thì khi mà chúng ta đã nhận được cái mã pin này thì chúng ta nhanh chóng vào các bạn, vào trở lại Google AdSense và chúng ta nhập cái mã pin này vào một lần nữa để chúng ta
đã trở thành đối tác chính thức của YouTube các bạn. Và từ giờ phút này chúng ta sẽ được lãnh lương từ YouTube. Chúng ta làm nhiều chúng ta được nhiều, chúng ta làm ít thì chúng ta được ít các bạn. Và nếu mà khi mà nhận được mã pin này và các bạn không có nhập cái mã pin này vào cái phần trong cái trang Google AdSense á, nếu mà chúng ta nhận được mã pin này mà các bạn không nhập vào ngay á, thì là trong thời gian là bao lâu á, nó có cái thời hạn là chúng ta sẽ bị YouTube từ chối luôn ha. Vì vậy mà khi nhận được mã pin này thì các bạn phải trở vào cái trang Google AdSense và cái phần thông tin của chúng ta, thông tin tài khoản á, chúng ta sẽ nhập mã pin này vào và chúng ta bấm gửi đi nha. Và trong cái niềm vui của mình hôm nay thì mình cũng gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị em trong nước cũng như tất cả các anh chị em trên toàn thế giới, các bạn bè trên toàn thế giới đã giúp đỡ và hỗ trợ cho mình hết lòng. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc cho mọi người cũng sẽ gặt hái nhờ những cái thành công nhất định. Good news, I received the pin from Google AdSense. I would like to thank all my friends all over the world. Thank you and cherish you. Wish you all the best, success and happiness.